Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức Vẹn TV. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần bình luận có tựa đề Chuyện Huy Đức và những bí ẩn trong cung đình. Chuyện Huy Đức lâu nay vẫn tiếp tay cho phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh phe của Ba Dũng thì ai cũng đã rõ, không phải bàn. Cụ thể là có người của phe ông Trọng cung cấp các tài liệu, số liệu về các vụ án có dấu hiệu sai phạm lớn cho Huy Đức để tấn công nhóm lợi ích do Ba Dũng cầm đầu, nhằm tố cáo cho dư luận xã hội biết Ba Dũng và tay chân là những kẻ tham lam, vơ vét không từ một nguồn lợi nào của quốc gia bằng mọi thủ đoạn. Với mục đích cuối cùng nhằm hạ uy tín, tiến tới đưa thành các vụ đại án và mượn làm cái cớ để thanh trừng và loại bỏ những tay chân của Ba Dũng ra khỏi bộ máy lãnh đạo. Đây được cho là chủ trương của Tập Cận Bình giao cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tay chân phải coi là chính sách của hai đảng, bắt buộc phải thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh. Nhắc đến Huy Đức thì hẳn chúng ta còn nhớ vụ đại án Nam Cam mà ông Tư Sang, Trần Mai Hạnh và Phạm Sĩ Chiến cũng bị vướng phải vào cái lưới tình và tiền của ông Trùm, mất chức và bị truy tố. Còn ông Tư Sang được đảng tha tội và điều ra Hà Nội làm chức to hơn. Lúc đó, Huy Đức cũng có tên trong danh sách cái băng đảng tham nhũng đó của Tư Sang và suýt bị truy tố vì có nhiều dấu hiệu liên quan đến vụ đại án đó. Tuy nhiên, nhờ sự quen biết và do chạy trọt, nghe đâu Huy Đức vụ đó mất cả mấy trăm lượng vàng để chạy tội nên mới thoát, chỉ bị đuổi khỏi báo Tuổi Trẻ. Ở cái thời vụ án Nam Cam và đồng bọn, tức là chuyên án Z5.01, năm 2003 mà Huy Đức đã có hàng trăm lượng vàng là không nhỏ đối với một nhà báo. Nói như thế để thấy, Huy Đức đã biết kiếm tiền bằng nghề báo và đã giàu từ lâu. Nói Huy Đức giàu thì chưa đúng lắm, mà phải nói là rất giàu. Theo những người bạn cà phê của Huy Đức cho biết, Huy Đức hiện sở hữu không dưới 10 căn hộ, biệt thự, nhà mặt phố để cho thuê với tổng giá trị không dưới 1.000 tỷ. Những ai thắc mắc vì sao Huy Đức mấy năm trước sang học ở Đại học Harvard mà không ở lại Mỹ mà cứ về nước thì đó là câu trả lời. Có người bạn của Huy Đức tên là DNH cho biết, mỗi bài viết có tầm quan trọng như thế, Huy Đức không nhận dưới 1 tỷ tiền nhuận bút và luôn kèm theo lời động viên mang tính khuyến mại, giúp các bác vì việc chung. Trở lại việc phe ông Trọng lâu nay thuê Huy Đức viết bài đánh phe Ba Dũng cũng thế. Nếu nói phe ông Trọng thuê thì cũng không sai, nhưng nói đúng kẻ chủ mưu là Tư Sang, vốn là thầy của Huy Đức, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với Ba Dũng. Việc ông Tư Sang ám chỉ phe ông Ba Dũng là một bầy sâu thì có ai mà không nhớ. Tư Sang là kẻ lá mặt lá trái từ xưa đến nay, có ai mà không biết. Với triết lý sống của Tư Sang khi còn đương chức, luôn luôn là phải cho nội bộ mâu thuẫn thì vai trò của Tư Sang mới dễ bề nổi bật. Bởi Tư Sang là một kẻ bất tài, không được học hành, đào tạo có bài bản, chỉ học tại chức, thời đi học tại chức luật, khi thi quay cóp bị giáo viên trong thi bắt và lập biên bản, đã không biết nhục mà còn lại trả thù cô giáo đó. Không dừng lại ở đó, Tư Sang thông qua Nguyễn Công Khế còn xúi không ít trí thức đấu tranh chống Ba Dũng hay đòi đa nguyên đa đảng. Những nhân vật như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Cù Huy Hà Vũ, Ba Sàm, v.v. đều là nạn nhân của triết lý sống đó. Trớ trẽn hơn, khi những nhân vật đó bị lâm vào cảnh lao tù, thì tuyệt nhiên Tư Sang làm ra vẻ vô can. Tướng Tô Lâm, bạn học của Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm ở trường Đại học Công an đã phải nói thẳng: lão Tư Sang đó hại mày, xúi mày bỏ nghề công an để phất cờ, giờ mày ngồi tù, lão bảo lão không biết chuyện đó. Thử hỏi, Huy Đức có biết những điều đó hay không? Xin thưa, Huy Đức không những biết mà còn biết rất rõ. Nhiều nguồn tin cho biết, chính Trịnh Xuân Thanh đã nịnh vợ ông dứa là bà Nhung với số tiền chạy trọt để tạo đà cho y thăng tiến với giá trên 1 triệu đô la. Tuy vậy, đến giờ, khi sự vụ xảy ra, thì ông dứa chối bay chối biến, nói là việc quy hoạch Thanh lẫn luân chuyển vào Hậu Giang là do người khác ký, không phải ông. Cũng cần nhắc lại mối thân tình giữa ông dứa và ông Hoàng. Năm 2008, con dâu ông Dứa là Hiền đang đi theo chồng làm tiến sĩ tại Pháp, Tô Huy Vũ. Tuổi trẻ tài cao, vừa về nước mấy năm đã leo lên ghế vụ trưởng của Ngân hàng Nhà nước. Thoát một cái đã bổ nhiệm ngay là tùy viên thương mại Việt Nam tại Pháp để gần chồng. Cô Hiền này chưa có một ngày nào làm cho Bộ Công Thương cũng như các cơ quan liên quan. Đột nhiên được ngồi vào chỗ bao người mơ ước, tất cả có bàn tay đạo diễn của Vũ Huy Hoàng.
Về chuyện này, Huy Đức biết rất rõ. Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để tráng men và được quy hoạch Thứ trưởng Bộ Công Thương. Có được tiếp tay bởi một quan chức cao cấp hơn ông Vũ Huy Hoàng hay không? Thực ra người ta cho rằng, ông Huy Hoàng có ưu ái đệ tử của mình đến mức nào cũng không thể một mình quyết cho Thanh tự do đi lại như thế được. Ai đã tiếp tay cho ông Vũ Huy Hoàng nếu không phải là trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Dứa? Mà ông Tô Huy Dứa và ông Nguyễn Phú Trọng tuy hai mà một, chuyện ông Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ hai căn hộ cao cấp ở Siputra là quà của Trịnh Xuân Thanh mua nhờ chú Tô Huy Dứa mang đến biếu cho vợ Bác Trọng và sau đó được bán sang tay ngay cho một vị phó chủ tịch tỉnh miền Trung. Hiện nay, chứng cứ Trịnh Xuân Thanh là chủ sở hữu đầu tiên của hai căn hộ đắt tiền đó, sau được bán trao tay cho nhiều chủ, cơ quan an ninh điều tra đã nắm rõ trong tay. Cộng với nghi án nhận tượng Bác Hồ do Formosa tặng, đó chính là lý do ông Nguyễn Phú Trọng phải thừa nhận chống tham nhũng là ta đánh ta. Có người cho biết và đặt câu hỏi rằng, thực ra ông Huy Hoàng có ưu ái đệ tử của mình đến mức nào cũng không thể một mình quyết cho Thanh tự do đi lại như thế được. Ai đã tiếp tay cho ông Vũ Huy Hoàng sau khi vụ án Trịnh Xuân Thanh được khởi tố với việc bắt giam Vũ Đức Thuận, Trương Quốc Dũng, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt, người ta đã hình dung rõ hơn về sự cấu kết của nhóm lợi ích này. Còn nhớ báo chí năm 2012 đã thông tin về việc Trương Quốc Dũng, cháu họ đằng vợ của Trần Đại Quang đã phải rời ghế chủ tịch trong thời gian 2 tháng vào năm 2012 để giao cho Tô Linh Hương, ai nữ của Tô Huy Dứa. Vụ này gia đình ông Dứa bị phản đối mạnh quá, và lại ông Dứa đang ngấp nghé ghế tổng bí thư nên buộc phải nhanh chóng giải quyết khủng hoảng, bắt con gái trả lại chức vụ. Nói như vậy để thấy, xử ông Hoàng mà không xử ông Dứa thì cũng chưa được. Đó là lý do vì sao ông Trọng cứ nói đánh chuột cẩn thận vỡ bình. Việc trong thời gian gần đây, Huy Đức vẫn theo lối đổ dầu vào lửa. Là nhà báo giỏ nhưng tinh quái, Huy Đức đã biết trúng các trái đại bác của mình để tặng các đối thủ phe nhóm đúng thời điểm. Trước đại hội 12, bà Dũng trượt cây ghế tổng bí thư, một phần cũng có công của Huy Đức. Gần đây, Huy Đức tặng cho Đinh La Thăng thêm hai quả trái phá liên tiếp về các vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, thời còn là chủ tịch Petro Việt Nam và Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Hai cú chơi này của Huy Đức cũng khiến cho Đinh La Thăng lao đao, còn Tổng Trọng thì cười thầm khoái chí. Song Huy Đức cũng biết Đinh La Thăng là quan chức nhưng có máu giang hồ và mấy cái chết bí ẩn của một số lãnh đạo các vụ quan trọng đang mạnh khỏe rồi lăn ra chết do tự tử, bệnh nặng, v.v. ở Bộ Giao thông Vận tải gần đây được cho là có bàn tay của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ai không thuận với Đinh La Thăng là Thăng không cho sống. Ở Ninh Bình, ai mà không biết sát thủ tên Kim, một sát thủ đồng thời cũng là một trợ thủ đắc lực của Ngài Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Chính vì thế mới có chuyện Huy Đức đánh đồng cho Tổng Giám đốc PVTech Vũ Đình Duy, kẻ tham nhũng và làm thất thoát 7.000 tỷ bỏ trốn. Theo nhà báo Nguyễn An Dân, thì sau khi Trịnh Xuân Thanh biến mất, nay đến lượt Tổng Giám đốc PVTech Vũ Đình Duy ra nước ngoài chữa bệnh và không còn ở Việt Nam. Chuyện này không lạ, cái lạ là ở chỗ, cách đây gần một tháng thì những sai phạm ở PVTech do Vũ Đình Duy điều hành đã được ông OC Huy Đức viết ra làm quần chúng xôn xao vì những khoản thất thoát hàng ngàn tỷ của nó. Tư liệu viết bài lấy từ trong kết luận thanh tra của chính phủ. Thế mà triều đình không có động thái gì rút kinh nghiệm sau vụ Trịnh Xuân Thanh. Để sổng Vũ Đình Duy càng khiến cho dư luận nghi ngờ, triều đình để sổng luôn cả các quy định pháp luật dùng để chống tham nhũng. Nếu lý luận theo kiểu, đa số đảng viên là một bầy sâu ăn hết phần của dân như Sang Thân Vương từng nói, thì đề nghị triều đình cho in hình trên từ các vương gia đại thần xuống đến quan viên làng xã, dán ở cửa khẩu sân bay, bến tàu, nhà ga, cửa khẩu biên giới, các đường tiểu ngạch, để khi có con sâu nào chạy trốn thì nhân dân thấy mà lấy cái lồng ra bắt giữ giúp. Có nên chăng trong tình huống đã để sổng hết con sâu này đến con sâu khác theo một kịch bản y như nhau? Nếu coi bài viết về nhà máy PVTech của Osin Huy Đức là làm lộ bí mật nhà nước để đánh động cho Vũ Đình Duy bỏ trốn, thì cũng không sai là mấy. Vì thế, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự những ai làm lộ kết luận thanh tra và đưa tư liệu giúp cho Huy Đức viết bài. Đảng đã bắt mẹ nấm, bác sĩ Hồ Hải vì tuyên truyền chống nhà nước, thì cũng nên xử lý cả đám dùng tư liệu viết bài đánh động cho Vũ Đình Duy bỏ trốn với tội danh làm lộ bí mật nhà nước như Osin Huy Đức, thì quân chúng mới tâm phục khẩu phục được.
Liên quan đến việc Tổng Giám đốc PVTech Vũ Đình Duy tự ý xuất cảnh chữa bệnh trái phép, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng đây là trường hợp lặp lại của Trịnh Xuân Thanh, tức là xin nghỉ phép rồi biến mất khi bản thân là đối tượng có liên quan tới vụ việc trong quá trình được điều tra vì những dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, ông này vẫn biến mất trong thời điểm vụ việc đang được tiến hành thanh tra, nên dư luận hoàn toàn có đủ cơ sở để nghi ngờ Vũ Đình Duy có tật giật mình, xin đi chữa bệnh chỉ là cái cớ để Duy bỏ trốn như Trịnh Xuân Thanh. Nói theo các đại biểu Quốc hội là có lý, vụ việc đang sắp tiến hành điều tra thì ai tuồn tài liệu tối mật ở cấp thanh tra chính phủ cho Ô Xin Huy Đức viết bài để làm đối tượng bị đánh đồng, giật mình sợ tội mà bỏ trốn. Phải làm rõ vấn đề này chứ không thể qua loa được. Trong một diễn biến khác, có một tổ chức nhưng không phải là tổ chức của ông Nguyễn Gia Kiểm đang giúp đỡ, chiêu mộ những quan chức triều đình ăn cho ngập mặt xong sợ tội bỏ trốn để tham gia đấu tranh dân chủ. Vì thế, có dư luận cho rằng đề nghị ông Vũ Đình Duy và các đồng chí sẽ tiếp tục trốn theo sau, liên lạc gấp với các đại diện của tập hợp trên để được ủng hộ, giúp đỡ trở thành người đấu tranh dân chủ. Như vậy, các vị trong thời lừng lẫy đã được tuyên dương anh hùng lao động, anh hùng đổi mới khi còn ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nay sẽ được tung hô tiếp thành những anh hùng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần bình luận do tác giả Việt Dũng biên soạn gửi đến cho chúng tôi qua hòm thư điện tử. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.